cho nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường một lần nữa một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Phải nói rằng trong buổi tối ngày hôm nay, tại cái một không gian sang trọng và rất thiêng liêng, thì quý vị chúng ta được thưởng thức rất nhiều những loại hình nghệ thuật. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị đã được thưởng thức qua những tiếng hát của những nghệ sĩ, những ca sĩ trở về từ hai miền Nam Bắc. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, tiến đoàn xin được phép bật mí với quý vị, đó là một sự hiện diện của một quý vị. Ông là tổng giám đốc của công ty nội thất Fami. Và trong buổi tối ngày hôm nay, một người con của quê hương Bắc Giang cũng xin được phép trân trọng gửi tới quý vị với một câu hát, nỗi niềm tâm sự, và đặc biệt sẽ cùng sau ca với nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trong buổi tối ngày hôm nay, đó là tổng giám đốc công ty nội thất Lufa Fami, Nguyễn Văn Luật. Và kính thưa quý vị, xin quý vị hãy nộp một tràng vỗ tay thật lớn để dành tặng cho tổng giám đốc Nguyễn Văn Luật, và sẽ cùng gửi tới quý vị câu hát song ca với cái tình, cái duyên, cái nghĩa của những liệt anh, liệt chị xứ còn họ qua câu hát Lóng Lánh. Trân trọng mời quý vị sẽ cùng thưởng thức. Lóng lánh là lóng lánh ơi, mắt người lóng lánh như sao trên trời. Em yêu người lắm lắm người ơi, em say người.
vâng, xin được trân trọng cảm ơn ạ. Dạ, xin được chân thành cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Hương và doanh nhân Văn Luật ạ.